chị ha, chị múc ra xong rồi mình bỏ gừng riêng hả chị? Bỏ nước đường như sao em, khi mình ăn cái mình chan nước đường. Dạ, mình bỏ gừng rồi mình bỏ riêng ở trên. Đó, đây. À, cái... vậy là chị xem mà nó nhỏ nước muối à. con cà rớt mà từ mũi đặt mà cho tới mũi lỏng rồi ra nước muối luôn mà. Dạ. Hay thiệt. Nhờ vậy nó mới hết nhanh. Chị múc nó lớp lớp nhìn đẹp quá chị ha. Rồi. Mình múc là mình phải lựa cái giá mà cho mỏng cho bén, mình múc cái tàu hủ nó mới đẹp. Thôi bây giờ mình lên mình dùng chị ơi. Bây giờ mình lên mình chan nước đường vô. Cái rồi. Nồi nước đường chị bưng lên tẩm này. Rồi đi lên trên. Lên trên dùng đi mẹ ơi, xong rồi chút xíu làm tiếp mẹ ơi. Hết rồi chị Nga với chén đó của chị luôn rồi đó. Rồi lên đây chị chén con táo hả? Vậy chén con táo để em cho. Dạ thôi lên luôn mẹ, lên luôn chị Lan ơi. Em lên nè em. Ăn chóng mặt luôn rồi tí ơi. Vậy liên tục luôn. Chị Ba lên dùng cái món đặc biệt. Chị Quý, chị Hương nè. Lên dùng cái món đặc biệt. Thôi cà rốt ơi. Dì Ba ơi, dì Ba lên dì Ba. Đây bây giờ là Khánh. Nếu mà Khánh gia đình đó mời bà cô bác là dùng nha. Nãy giờ bên bàn Nam bảo là chưa dùng xong luôn, bây giờ là dùng cái món tàu hủ này. Bên kia chắc bên kia quay qua nhìn quá. Nhìn đẹp quá trời luôn à. Lần đầu thành công như vậy là ngon hả Khánh? Dạ. 5.000 một chén rồi, bây giờ như ra là 50.000 rồi hả? Dạ. Chắc cũng được. Cái này 5.000. Rẻ quá vậy. Cái chén ở dưới chị vậy có bán có 5.000. Dạ. Nhưng mà cái chén nhỏ hơn. Mà người ta làm lắm nghe tỏi này gặp mặt anh chị ăn thắng vào đi mà nghe luôn. Bởi vì ngon gì mà còn ăn á. Lên đây nè chị Ba ơi. Rồi im thôi bà cô bác ơi, chứ bản mà bên bàn Nam mà nghe cái mùi thơm thơm này cái đòi riêng nữa. Món đặc biệt anh Tam ơi. Mấy em ơi, qua món đặc biệt nè. Món đặc biệt phòng đang bệnh. Nãy giờ anh lo nó tiếp anh Lâm nữa nhà. Anh Tam anh nghe mùi nữa, anh nghe mùi. Chị Nga mình với chị Út. Đó. Ý là im điềm mà anh Tâm còn hay á. Anh nghe mùi nước đường á. Đây cái mùi nước đường. Nó là gió nó bay mạnh quá. Rồi. Wow. Mời ông bà cô bác thưởng thức thôi. Rồi. Em mình cùng thưởng thức với cả nhà. Lên Cherry ơi, con xuống con nói con mời bà ba lên đi con. Nè Cherry nè, con mời bà ba lên đi. Cherry mới tắm xong nè, mà cô bác ơi, con dạ nè, con chào ông bà cô bác nè Cherry ơi. Nè. Chào ông bà cô bác, không có được ngậm trong miệng với con. Rồi cảm ơn con, lên chị Ba ơi, mời lên hết đi. Chợ bán viết ngay từ học rồi á, nó mát không vậy như mùa này nè. Chủ yếu là tình cảm chị em gia đình nha chị. Có gì chị cũng ở nhà cũng nhớ tới em ở trên nha. Nên nó có dịp về dưới nữa. Đi. Thầy. Rồi, dì Ba ơi, Hiếm ơi. Đó, nãy chị nói làm giống đó, chị nói để chị đi lấy con một ngoe mà nói là chồng ra nhiều. Vô đi Phong. Vô đi anh cầm máy cho. Hả? Anh đang cầm mà, cứ vô đi. Rồi ngon ngon. Bữa nay là đám giỗ lớn luôn. Trời ơi, còn là món đặc biệt không? Cái này, cô bác ơi. Cái này chắc đứng luôn, khỏi là ngồi. Khỏi ngồi đi em ơi, khỏi. Nãy ăn bên kia no, giờ phải đứng lên. Đứng, đứng, đứng nó mới xuống. Đứng nó mới ăn được nhiều. Nè, con mời dì Ba. Thôi để dì Ba tự dì Ba chồng đi, nó mới hấp dẫn. Vô dì Ba ơi. Vô chị Lan. Thì ông bà cô bác ơi. Vô ngồi. Cái món đậu hũ rất là hấp dẫn luôn. Nè Tâm.
Dạ ký. Còn mấy nào bên kia chút xíu mình ăn sau. 10 lít nữa. Thật cao rồi nè. Ta bán cứ 12 lít. Ta bán 12, 13 lít nữa đây mình làm ăn ở nhà, mình dạ. Nước lại cho nó bé. Rồi chị ba vô, chị ba ơi. Chén nào cũng bự quá đó. Rồi hấp dẫn quá. Hấp dẫn quá, để xin chén đi để đút cho ông Thông nó ăn thử. Thôi 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 được rồi, được rồi. Thôi. Ăn vậy á mấy đứa ngon á. Nhiều vậy? Cảm nhận ơi sao? Ngon lắm. Ngon không? Nàng quay. Mẹ mẹ nữa mẹ. Ăn là ăn đứng nè, ăn mẹ ăn đứng quá. Để đi. Đi hút cái rột cái vô liền. Ăn đi mà. Ngồi đi chị. Cái này đúng là chị nóng thiệt à. Quá rồi ngon luôn. Nó tại nước đường hơi cứng cứng. Ở nhà là ăn cứng cứng vậy á, mới ngon. Hồi nãy con bảo cái miếng mới mà nó la con á. Vậy mà ngon mà chị. Ngon, thấy ngon mà. Nấu lạnh vậy. Ở nhà là mặn vậy á, mặn vậy mới ngon. Vậy là chị Nga biết khẩu vị rồi. Rồi đó. Không vậy ăn thì đừng có ngọt. Ủa giờ mấy đứa nhỏ đâu? Nè lên đây ăn cái này nè. Nè mấy bé lên ăn nè con ơi. Rồi cái này mà mấy bé nhỏ không ăn là coi như là phí. Phí tuổi thơ luôn á. Tuổi thơ về đứa nó đi ra ngoài trường nó học nó ăn nó chế phí gì. Sợ nó ăn còn nhiều hơn. Ăn là phí. Hồi phòng Duy Khánh yên tâm mời cả nhà dùng bánh ủa đậu hũ, đậu hũ. Nhà Khánh, cảm nhận sao Khánh? Ngon cho luôn. Ngon. Béo. Béo ngất ngây luôn. Đáng làm ăn lên xét được rồi. Ăn không rồi đút miếng nè. Thôi ăn đi. Anh Tâm mới đút nhiều ướt áo luôn. Nhiều nước đường ướt ướt áo luôn, dính rau gà. Ngon mẹ. Cái này nhiều quá ăn hấp nó mới nhanh. Quay nước cho sao ăn? Thì ba chén là no quá. Ừ. Ủa? Ủa gì? Ăn này nó mát. Kêu mấy bé nhỏ lên đây ăn mà đang ngủ trưa nó khóc. Ăn con hổ nó tiếp. Con mình nó để vô nước lạnh. Để nước lạnh. Mới kêu á kêu mình còn như mình nhiều lắm á. Dạ. Nếu mở cái lạnh nó. Cái này đem về Cà Mau được không chị Nga? Dĩ tiện à. Không có cần phải nhai đó. Không cần phải nhai. Để anh ăn nhanh đi, anh cầm máy quay em ăn. Chứ thấy phòng nó nuốt không biết, anh Tâm nuốt không biết. Anh chịu phải không? Thấy mọi người ăn rồi chịu không nổi luôn à. Chị ba chỉ dầm ra cho nó thấm rồi chị mới ăn. Này mấy bé nhỏ thích ăn lắm. Mấy bé nhỏ, mấy bé lớn không thích sao? Dạ, nó mua nó bán chén vậy. Chén này giống ốc heo á. Nè cái này nè múc ăn nó không có đã. Nó bắt kêu người ta. Thằng này ở ngoài ăn heo lắm á. Họ húp cái là nhỏ ta. Ngon, anh phải húp vậy nó mới ngon. Hấp mà nghe giọt giọt luôn. Chờ làm nhiễm nước miếng luôn rồi. Ăn nhanh, ăn nhanh để cầm máy quay cho Phong. Thanh tâm kìa. Ngon. Ngon ngon lắm. Để anh cầm máy cho ông. Vâng, ăn chén này thì biết cái kết quả nó ngon ngất ngây luôn á. Ăn này là mát mà lạnh mát luôn á. Con này còn nóng hổi rồi đó. Ừ, này phải là ăn nóng mới đúng. Ấm ấm á. Đây là cái này con không ăn này. Này mùa mưa á, trời mưa lâm dâm á, ăn ngon lắm. Ngon không? Trời nắng à, không ngon sao? Trời nắng ăn cũng ngon mà. Sao cảm nhận sao? Có dính rau không? Không. Sáng mới cạo rau rồi. Cái này ngon quá không? Ngon á. Ngon à. Cái này ngon
đeo không? Ăn này mà mắc eo luôn. Mày bỏ tủ lạnh á. Rồi chừng quên mời ông bà cô bác ăn nữa. Ngon quá quên mời luôn bà cô bác ơi. Ăn rồi chừng mắc eo á. Mắc bột con khoai hả? Ngon. Thấp thử đó. Không sao đâu. Đang hứng đưa miệng ra cái hổng đút rồi anh Tâm sượng luôn à. Chén lầm đó. Chén của anh. Không lẽ hấp nguyên chén. Không để đúng anh Tâm phải chơi vậy á, đúng rồi. Tâm phải chơi. Vòng nó chơi ác với mình, nó cho mình ăn cái giá luôn. Muốn nín thở luôn trời ơi. Nóng không? Được rồi. Để hồi ăn tự ăn nồi chén anh ăn rồi ai dám đụng tới đâu. Thì để hồi anh múc anh tự anh ăn. Cả nhà coi Phong nó ác với mình luôn. Nhớ vậy hả chén? Để giỡn chơi đó cả nhà ơi. Giỡn vui chơi cả nhà. Trời ơi, còn chén không à. Ngon mà húp đột đột luôn. Ngon cả nhà, ngon thiệt. Ông này ngon ghê, ngon á chị Út. Không, cái này thôi cái này đừng có đem về cho mẹ. Tại đem về không có nó không ấy nó chảy nước. À, nó bể ra chảy. Thôi nãy giờ gia đình cũng dùng tàu hũ nóng rồi, tàu hũ nóng của chị Út với chị Nga ở dưới Bến Tre lên làm đó mà cô bác. Thì bây giờ thì cũng không biết nói gì hơn. Không biết nói gì hơn. Giờ anh Cúc chốt clip luôn nha. Thì hồi nãy giờ món tàu hũ này ghi hình chi tiết cụ thể rồi. Chắc về sau chắc làm thử. Nếu mà làm không được thì chị Út lên làm lại. Hả mẹ? Làm không được thì mình làm sữa. Nhưng mà khó uống lắm, nó có bột rồi. Dạ, thôi bây giờ Khánh cũng xin phép khép cái đoạn video tại đây luôn nha bà cô bác. Hẹn bà cô bác. Không, bên em khép. Hẹn ông bà cô bác ở những video tiếp theo nha. Thôi bây giờ mẹ ơi, mẹ đi cả nhà mình chào khán giả luôn nha. Rồi chào bà cô bác luôn. Ngon quá cả nhà.